Hôm nay là tậu được con xe xịn đi review cho anh chị nè. Nvis. Hôm nay là Lộc muốn chia sẻ đường nên là đi xe máy cho nó dễ đi hơn. Với lại là đường nó đông quá anh chị, mất công vướng cái đèn xanh đèn đỏ anh chị ha. Đó. Hôm nay thì Lộc đang có mặt một vị trí ngã tư, mà một vị trí này nó là một cái trung tâm thương mại mua sắm anh chị, rất là đông luôn, cũng như là nằm trên một cái trục đường liên huyện kết nối qua các phường ở thành phố ha. Thì vị trí ngã tư này chính xác nó là một cái vị trí giao nhau giữa là đường Phan Đình Giót nè và đường Bùi Thị Xuân nè. Đường Bùi Thị Xuân là con đường liên huyện anh chị, sẽ nói liền từ Thuận An ha sang thành phố Tân Nguyên. Thì từ đây anh chị về là ngay chợ Tân Ba của Tân Nguyên á, tầm khoảng là 2 km ha, cũng như là hướng ngược lại nè anh chị, ra một cái vị trí rất là đắc địa và Lộc thường hay nhắc trên video, đó là ngã 6 An Phú anh chị ha, để mà về thành phố Hồ Chí Minh. Đó là vị trí này, từ đây ra khoảng hơn 1 km thôi, và Lộc đang đứng ngay một cái điểm giáp ranh giữa phường Tân Bình thuộc thành phố Dĩ An cũng như là phường An Phú thuộc thành phố Thuận An anh chị. Đây là một cái ranh giới ha. Từ cái đường liên huyện này đổ về bên tay phải chính là thuộc phường Tân Bình của thành phố Dĩ An, và từ bên kia đổ sang là thuộc phường An Phú của thành phố Thuận An anh chị. Và anh chị đã biết rồi, chỉ cách một con đường thôi nhưng giá bất động sản chênh lệch nhau hơn 1 tỷ cho một căn nhà anh chị. Và hôm nay thì Lộc đang có một cái căn nhà cách đây chỉ hơn 100 mét thôi, nhưng mà giá rất là hời anh chị, rất là hời so với lại anh chị mua bên khu vực của là Dĩ An anh chị ha. Hơn 1 tỷ luôn anh chị, hời hơn 1 tỷ luôn. Và cách đây chỉ hơn là 100 mét thôi. Và bây giờ để xem căn nhà như thế nào thì Lộc xin mời anh chị ha, cũng như đăng ký cho Lộc một đăng ký để ủng hộ và theo dõi những bất động sản ngợp tại kênh Lộc Bất Động Sản anh chị. Đó. Xe thì xe xịn nhưng mà nón thì hơi bèo nhèo xíu. Đó. Nói chứ xe mượn anh chị. Rồi. Cái này là giờ gài quai không được rồi nè, cái quai này nó bị hư rồi đó. Vô nè đó. Rồi bây giờ mình mở sao đây, mở bình thường là mở sao đây đó. Ok, từ lâu lâu đi chiếc xe lạ nên là không biết chạy luôn chị. Lộc quên chia sẻ ha, con đường này thì đang chuẩn bị mở rộng mỗi bên thêm khoảng 10 mét anh chị, là lộ giới của mình lên đến là 30 mét vuông, 30 mét chiều rộng anh chị ha. Đó, rất là thuận lợi khi mình di chuyển ở khu vực này luôn. Giao thông thì thông thương nè, đường bàn cờ nè. Đấy. Đây, tiện ích thì khỏi nói rồi, rất là nhiều luôn. Anh chị thấy không? Rồi, chính xác, đã đến vị trí căn nhà mình rồi anh chị, kế bên luôn, không xa đâu, chỉ một ranh giới ngã tư thôi nhưng mà mình hời hơn 1 tỷ bạc cho một căn nhà anh chị, quá tuyệt vời. Tại sao mình không chọn là phường An Phú thay vì mình chọn là phường Tân Bình của thành phố gì, thành phố Dĩ An Bình Dương anh chị ha. Đấy. Rồi đến nhà luôn rồi, trời ơi đến nhà luôn rồi, nhà mở cửa đón chào anh chị luôn anh chị, rất là mát mẻ luôn. Và căn nhà này sẽ rất là phù hợp cho anh chị nào Tây Tứ Trạch anh chị ha. Một căn nhà xây mới ken xà beng, chưa một lần có người vào ở anh chị. Đó, rất là đẹp anh chị ha. Kết cấu thì ở đây xây dựng rất là ok anh chị, bởi vì xây dựng theo giấy phép của dự án nên là hầu như căn nào cái kết cấu cũng như nhau hết, nên là không có căn nào mà nó xảy ra tình trạng là kết cấu dởm anh chị ha. Đấy, một trệt hai tầng lầu rất là đẹp luôn anh chị ha, và giá rất là rẻ luôn, chỉ hơn 3 tỷ thôi. Anh chị nào đang làm trong cái mảng bất động sản tại khu vực là phường An Phú thành phố Thuận An, hoặc là làm khu vực ở Bình Dương, thì anh chị hãy cho Lộc một bình luận đánh giá định giá căn nhà này đang có mức giá khoảng như thế nào anh chị ha. Đó, Lộc sẽ chia sẻ nhẹ cho anh chị rằng căn nhà này chỉ trên 3 tỷ thôi.
từ cái đường mà hồi nãy Lộc chạy á, vô đây chỉ 50 mét thôi, đường Phan Đình Giót anh chị. Một lộ giới thì 13 mét anh chị ha, và thông thương bàn cờ với nhau hết. Rồi đường mình sẽ có là cây xanh nè, đó, vỉa hè nè, cống thoát nước nè, cũng như là đèn cao áp anh chị ha. Đó, vào ban đêm thì chỗ này đèn cao áp lên thì sáng rực rồi, và cây xanh cũng lớn rồi anh chị, nên là rất là mát anh chị ha. Rồi đây là căn nhà mình anh chị, hai bộ cửa, một là cửa Sinfa kính cường lực, hai là cửa cuốn tự động anh chị ha. Ở trên đây Lộc sẽ test cho anh chị xem nè, đó đây là cửa cuốn nè anh chị ha, đảm bảo an toàn luôn nè, Lộc để tay lên là anh ngưng lại anh chị ha, rất ok luôn. Rồi tiếp theo đây là khu vực của phòng khách anh chị, phòng khách mình khá rộng luôn, có thể để được xe ô tô bên trong luôn anh chị ha. Đấy, rất là rộng luôn, hai bên tường nè, dán tường, rồi ốp gạch nè, bên đây là ốp PVC nè, đó, bên đây là vị trí của TV, đó, bên đây là vị trí của sofa anh chị ha, cột là ốp nhựa, lam nhựa, da gỗ hết luôn nè anh chị. Đấy, nhìn rất là sạch sẽ cũng như là sang trọng luôn. Còn đây là một cái bộ tủ kệ trưng bày những cái lưu niệm vật phẩm của mình anh chị. Ở vị trí này ha, ở đây là nó có đèn nữa nè, đèn công tắc bật sao không lên điện đây. Ở đây là có đèn nữa, rất là sáng anh chị. Rồi tiếp theo là khu vực là phòng bếp của mình nè, rất là rộng luôn anh chị thấy không, khá là rộng luôn ha. Đó, ở đây là bỏ một bộ bàn ăn vào đây nữa là rất là thoải mái luôn anh chị. Đó, và dưới đây nè, cầu thang nè, nếu anh chị đóng thêm một cái lớp cửa nhôm ở đây nữa thì anh chị sẽ làm được một cái kho để mà đựng chén bát nồi niêu ha, rổ rá ở đây vị trí này anh chị ha, rất là gọn luôn. Còn ở đây là được trang bị cho mình nè tủ bếp hết rồi nè anh chị. Đó, tủ bếp toàn bộ hết rồi ha. Ở đây thì tủ bếp là nhựa gỗ dán ép anh chị, còn bàn bếp là đá hoa cương anh chị ha. Đó, đá hoa cương. Rồi tiếp theo là khu vực nhà vệ sinh cũng như là hành lang phía sau anh chị. Ở nhà vệ sinh mình là sạch sẽ luôn, thiết bị vệ sinh là hàng cao cấp hết nè, rồi gạch dán tới trần luôn, sạch sẽ luôn anh chị. Rồi phía sau mình sẽ là một cái khu, khu này là hành lang phía sau ha. Ở đây mằng gà mằng vịt hay là lặt rau gì ở đây nè, đảm bảo vệ sinh cho cái bếp mình khá tốt, khá rộng rãi ha, phơi đồ ở đây luôn. Đấy, cửa thì đây, đây là một cửa sắt anh chị ha, không phải cửa nhôm, cửa sắt. Rồi trên trần mình được decor một phong cách không khác gì một căn biệt thự anh chị ha, rất là đẹp luôn. Những cái hoa văn đó, được đắp phù điêu khá là đẹp luôn anh chị. Kết hợp là mình sẽ được tặng là một cái quạt trần là Panasonic anh chị. Rồi ở trên phòng khách mình cũng sẽ là tặng cho mình một cái quạt Panasonic luôn. Đó, khá là đẹp. Cái trần mình khá là ấn tượng luôn. Thì hiện tại nó là đang tông màu trắng, anh chị có thể là dễ dàng thay đổi màu sắc cũng như là theo cái phong thủy của riêng mình luôn anh chị. Ở đây thì Lộc đánh giá là rất là đẹp luôn, nhưng mà thiếu cái quạt tròn, thiếu cái đèn chùm anh chị. Thiếu đèn chùm ha. Cái này thì anh chị về có thể là thiết kế thêm ha, nhưng mà những cái bóng đèn lon này nè quát rất là to anh chị, nên là nhìn căn phòng mình rất là sáng luôn, nên cũng không cần thiết đâu anh chị ha. Đây là khu vực cầu thang nè, cầu thang mình làm bằng gỗ anh chị ha, ở dưới thì lót đá hoa cương kính cường lực. Rồi tiếp đến là vị trí của tầng 1 anh chị ha, mình sẽ có là hai phòng ngủ. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên, có nhà vệ sinh bên trong anh chị ha, cũng y như bên dưới luôn, hàng cao cấp hết anh chị. Đó, thiết bị vệ sinh là cao cấp nè. Rồi đây là khu vực phòng ngủ đầu tiên nè. Ở trên cũng được làm decor những cái hoa văn khá là đẹp luôn. Đó, vậy sau mình là sẽ có cửa sổ không gian mở lấy thoáng nè anh chị ha. Đấy, rồi nhà mình phòng ngủ mà có nhà vệ sinh bên trong quá là tuyệt rồi anh chị. Rồi tiếp theo đây là căn phòng ngủ thứ hai, có bồn tắm luôn anh chị. Đấy, thiết bị vệ sinh thì khỏi nói rồi, đầy đủ và cao cấp sang chảnh luôn anh chị ha. Rồi căn phòng này thì phòng master rồi anh chị, nên là rất là rộng luôn, phòng master rất là rộng ha. Đó, ở trên cũng decor hoa văn khá là đẹp anh chị. Đấy, điện thì điện âm cũng như là những cái những cái điện thì sử dụng là hàng van lóc anh chị ha.
vlog. Rồi mình sẽ có cái ban công. Ban công tầng 1, đây là ban công tầng 1. Wow, ở đây là chủ vặn ốc lên luôn anh chị. Chủ rất là kỹ nên vặn ốc lại nè. Đó, vặn ốc lại. Đấy, không cho ai vào. Rồi, đây là ban công tầng 1 nè. Anh chị được nhìn thấy xung quanh của mình. À, cũng như là xây dựng anh chị ha. Ở đây thì anh chị thấy còn đất trống khá là nhiều anh chị ha. Nhưng mà đặc biệt luôn, thời điểm đất còn đang trống, anh chị có cơ hội mua được cái giá rẻ. Khi mà nó đã sung túc rồi thì cái giá nó sẽ lên rất là cao. Bởi vì anh chị đã thấy rồi, ở bên đây là An Phú, bên kia là Dĩ An, cách chỉ là một cái ngã tư thôi, nhưng mà giá trên nhau tới hơn 1 tỷ anh chị, hơn 1 tỷ cho một căn ha. Đó, ở đây là anh chị gần các tòa nhà nè, công ty nè, đặc biệt là khu du lịch anh chị. Ở đây là gần ngay khu du lịch Hồ Lan ha. Một cái khu du lịch mà Lộc phải nói rằng có một cái không gian thiên nhiên rất là đẹp. Cũng như ở đó là mình sẽ được vui chơi, cưỡi ngựa, rồi tắm hồ bơi, rồi ăn những các món là đồng quê. Một cái khu du lịch sinh thái rất là đẹp tại vị trí hồ, khu sinh thái Hồ Lan anh chị ha. Rồi, cái vách cầu thang mình thì được dán dán 100% luôn chị. Đấy, rất là sạch anh chị ha. Và trước khi dán thì ở đây là đã được là chét bột nè, cũng như là sơn hoàn thiện xong mới dán anh chị ha, không phải là tường thô mình dán lên, nên anh chị yên tâm. Rồi, vị trí ở đây là sẽ là tầng 2 anh chị. Tầng 2 mình sẽ có là căn phòng ngủ, có nhà vệ sinh bên trong luôn. Vậy là mình đã có là ba nhà vệ sinh đều có phòng ngủ bên trong anh chị ha. Và đây là căn phòng ngủ thứ ba nè. Không gian diện tích thì ngang nhau, ở trên thì cũng giống nhau luôn, có cửa sổ. Đặc biệt thì phòng này thì dán giấy full được 50%. Rồi, cửa thì phòng ngủ mình thì nhôm xin pha chị ha. Ở đây là cái giếng trời anh chị, và ở đây là mình được kết cấu là 3 tấm anh chị ha, nên là mình có thể là mình làm một cái khu vườn ở trên sân thượng luôn, nhưng mà đều phải sử dụng là cầu thang đa năng anh chị, hoặc là mình có thể là làm một cái cầu thang nối liền lên trên đó luôn. Ở đây làm cầu thang thì cũng không bao nhiêu tiền đâu anh chị. Ở đây là khu vực phòng thờ nè. Phòng thờ mình khá rộng anh chị ha. Thì anh chị nào không có thờ cúng cũng như là bên công giáo thì chắc chắn là cái phòng này sẽ là cái phòng làm việc hoặc là cái phòng giải trí đa năng rồi. Cái phòng này anh chị, một bộ bàn trà ngồi xem tivi, karaoke, ăn uống riêng tư cho khách khứa cũng như là bạn bè của con cái hoặc đối tác con cái gì, có một cái vị trí riêng để làm việc anh chị. Rồi, đây là một cái sân sân trước của tầng 2 anh chị ha, rất là rộng luôn. Rất rộng luôn, ở đây là một cái khu vườn, một cái bàn trà, một mớ hoa treo lồng thồng lễnh thảnh, rất là đẹp luôn anh chị. Đấy, rất là đẹp ha. Hành lang là mình là được làm những cái song sắt cũng như là bằng gang đúc nè, nên là rất là chắc chắn cũng như là yên tâm cho anh chị nào có con em nhỏ ở đây anh chị ha, ở khu vực xung quanh. Rồi, Lộc nãy giờ đã chia sẻ cho anh chị về vị trí rồi ha. An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thì bây giờ Lộc sẽ chia sẻ về diện tích nè, cũng như là cái mức giá ha. Thì không biết nãy giờ anh chị đã dự đoán ra được cái mức giá của căn nhà này chưa anh chị? Lộc mà báo một cái giá thì anh chị rất là bất ngờ luôn. Bởi vì nó nằm ngay vị trí của phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, kế bên ngay ngã 6 An Phú rồi anh chị, cũng như là về ngã tư 550, tầm khoảng là 5 km thôi. Và cũng như là mình về ngay chỗ là ngay vị trí ngã tư 550 thì mình sẽ có là Vincom Dĩ An anh chị. Cũng như mình về cầu Gượt Gò Dưa thì tầm khoảng là 12 km anh chị ha. Và về ngay chỗ là sân bay thì nó là 22 km. Rồi, thì một căn nhà thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, với diện tích là 66 m² anh chị. Đa phần những căn nhà Lộc chia sẻ là rơi vào khoảng là 60 m² anh chị ha. Riêng căn này có diện tích là 66 m², ngang là 4 m, dài là 16,6, toàn là số 6 hết anh chị. Rất là đẹp luôn ha. Toàn số 6 ấy, 16,5 chứ lộn. Thì căn nhà mình có tổng là 66 m²,
nằm tại là hướng là Tây Bắc anh chị ha, một cái hướng rất là mát luôn đó. Buổi chiều thì Lộc cũng chưa có vào nên cũng chưa biết ha, nhưng mà buổi sáng thì rất là mát luôn. Nằm trên một cái đường nhựa thông thương, lộ dưới 13 mét vỉa hè đó, rất tuyệt vời luôn. Đặc biệt thì xe nhà mình có xăng xe hơi nè, rồi có ban công trước khá là rộng luôn nè, công năng khá là tuyệt vời cho một cái gia đình nhỏ ở luôn anh chị. Rồi thì căn nhà này đang có một cái mức giá, một cái mức giá mà nãy giờ Lộc cũng rất là hồi hộp cũng như là rất là nôn nóng để chia sẻ cho anh chị luôn, đó chính là 3 tỷ 500 triệu anh chị. 3 tỷ 500 triệu so với lại một căn nhà tại phường Tân Bình thuộc thành phố Dĩ An, cách đây chỉ ngã tư thôi, rơi vào khoảng là 4 tỷ 6 đến 4 tỷ 8 anh chị ha, cho một căn ở vị trí này. Anh chị sẽ mua cách chỉ là 100 mét thôi nhưng mà giá sẽ được hời hơn khoảng là đâu đó hơn 1 tỷ anh chị. Một cái giá rất là tuyệt vời luôn ha. Rồi, Lộc Bất Động Sản xin kính chúc quý cô chú anh chị và cũng mong rằng anh chị có hữu duyên với căn này thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc để chốt anh chị ha. Rồi, Lộc Bất Động Sản xin kính chào.